Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 10, móng tay dương bạch, 1. Công nghệ làm đẹp của Thái Lan cực kỳ phát triển, có người nói đùa, còn biến được cả con trai thành cô gái xinh đẹp hơn cả cô gái xịn kia mà chưa nói đến những thứ to tát, chỉ riêng nghề làm móng đã phát triển sôi động. Người Thái rất coi trọng móng tay, nhiều người cắt móng tay xong liền cất kín vào lọ xanh vì móng tay tượng trưng cho trường thọ. Gốc móng tay thường có một vòng màu trắng hình bán nguyệt, gọi là dương bạch. Vòng bán nguyệt dày hay mỏm cho thấy dương khí trong cơ thể nhiều hay ít. Nếu vòng bán nguyệt quá ít, cho thấy âm khí trong cơ thể rất thịnh, dễ bị mệt mỏi, bệnh tật, nhiễm lạnh. Nếu 10 ngón tay không có lấy một vòng bán nguyệt, đó là cơ thể thuần âm. Đến Thái Lan, đừng nên đi làm móng ở cửa hiệu xa lạ do có người chuyên ngụy trang thành thợ sửa móng để siêu tầm dương bạch. Một, thời gian trôi vùn vụt, thoáng tay đã tới mùa thu. Mùa thu ở Thái Lan cũng chẳng khác mùa hè là mấy, cây cối vẫn xanh mơn mờn, chỉ khi xem lịch, tôi mới ngỡ ra mình đến Thái Lan đã gần nửa năm rồi. Khoảng thời gian này bình yên vô sự, Cuộc đời sinh viên đơn giản và những điều thú vị mới mẻ ở đây có vẻ như đã giúp tôi quên đi nhiều thứ. Tôi rất tò mò về vốn liếng hiểu biết của thằng cha Nguyệt Bính nên cứ kèo nhèo nằn nỉ mãi. Nó không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng cũng đồng ý dạy tôi vài chiêu. Ví dụ như dẫn tôi lên núi để nhận biết các loại thảo dược, loại nào có độc, loại nào có thể giải độc. Sau đó kiểm tra tôi bằng cách cho tôi ăn lá độc để tôi tự tìm thuốc giải hay cách nữa là đập vào tổ ong cho ong chạy túa ra đuổi để bắt tôi tập chạy cho nhanh. Thật là những cách rèn luyện vô nhân đạo mặt nháy mắt. Hai, Ngoài những khóa huấn luyện đặc biệt, những khi rảnh rỗi, chúng tôi thường đến chỗ rách uống rượu, tán dốc. Nghe kể về cách huấn luyện của Nguyệt Bính, thằng cha hào hứng lắm, cứ nằng nặc đòi đi thử. Tôi thầm nghĩ, đúng là cái đồ rỗi hơi, sướng quá hóa rồi. Uống rượu tán dốc mãi cũng nhàm, Nguyệt Bính liền dạy rách chơi bài đấu địa chủ, ngày nào cũng thắng gã tây này vài chục, một trăm. Nhưng rách rất hào phóng, cười sảng khoái nhìn chúng tôi đếm tiền. Chúng tôi dùng số tiền đó đi xem quyền thái. Quyền thái là môn võ thuật quốc chia của Thái Lan. Hiện nay, quyền thủ mạnh nhất là Akarat, tôi là fan trung thành của anh ta. Hơn nữa không biết tại sao, ba tháng trước, Akarat tuyên bố di chuyển đấu trưởng chính từ Bangkok đến Chiang Mai càng khiến tôi vui mừng khôn xiết. Tôi liền hí hưởng kéo Nguyệt Bính và rách đi xem. Nhưng sau khi xem thi đấu về, Nguyệt Bính nói sở dĩ Akarat mạnh như vậy là vì anh ta là người tộc cổ. Thế nên sau cuộc đấu, cơ thể anh ta lại hồi phục thần tốc, hầu như không nhìn thấy vết thương nào. Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến nó, cứ theo nó nói thì cả nước Thái Lan chẳng có ai bình thường cả ta ngửi thấy mùi giấm đâu đây mũ mũ. Ngày cuối tuần, tôi ngủ nướng cả buổi sáng, ngủ dậy rảnh rỗi, tôi giờ tờ báo mới mua ra xem, đập vào mắt là một dòng tít lớn, băng cốc xuất hiện cương thi chuyển giới. Thư báo lá cải này chuyên giật tít khuếch trương để tăng lượng tiêu thụ nên tôi cũng chẳng buồn liếc mắt. Sau đó, tôi cùng Nguyệt Bính đến chỗ rách, thấy cửa nẻo đóng chặt bèn bỏ đi dạo phố. Người Thái Lan làm gì cũng chậm rãi thong thả trên mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười. Đôi khi điều này khá đáng sợ bởi vì chẳng thể biết ai thật ai giả. Nguyệt Bính này, rách đi đâu được nhỉ? Tôi tay đút túi quần, bâng quơ hỏi. Tao có phải thầy bói đâu mà biết? Nguyệt Bính dường dưng đáp, tay cầm máy ảnh kỹ thuật số bấm tanh tách. Một lúc, nó dừng lại để xem lại ảnh, nó ngẩn người, kêu khẽ, bí ngô, nhìn này, ai kia? Tôi thò cổ lại nhìn, trong tấm ảnh là một cửa hàng không lớn bên trong có một anh chàng tóc vàng đang ngồi, tướng tá cao lớn trông có vẻ rất căng thẳng rách ngoài cửa hàng đề biển tiệm nêu nghệ thuật ông mãnh này đến cửa hiệu làm móng để làm gì thế không biết đến đó xem sao nguyệt bính cất máy ảnh đi chạy ngược trở lại tôi băn khoăn nguyệt bính từ từ đã lỡ rách muốn làm làm gì đó thì sao đàn ông đàn an ai lại đi làm móng bao giờ? Hiển nhiên là Nguyệt Bính không có cùng quan điểm với tôi. Ngành công nghiệp sex ở Thái Lan phát triển rất mạnh nên rất nhiều du khách đến Thái Lan tìm lạc thú. Nếu rách có sở thích, chúng tôi xông vào đấy chẳng phải vô duyên lắm sao? Nghĩ là vậy, tôi vẫn chần chừ. Nguyệt Bính chừng như đã hiểu ra, quát ầm lên, bí ngô, mày nghĩ cái gì thế? Tiệm nêu kiêm cái nghề đó bao giờ vậy? Quay lại mau lên. May mà tiệm móng tay nghệ thuật cách chỗ chúng tôi đứng không xa, chỉ vài phút đã chạy tới nơi. Dừng lại trước cửa tiệm, tôi bỗng thấy lạnh toát. Tôi cứ cảm giác thấy cửa tiệm này có vấn đề. Theo như hai cuốn sách mà tôi đã đọc, trong vũ trụ có hai khí âm dương, nơi âm khí nặng dễ có tà ma lờn vần nhưng dương khí mạnh quá thì dễ thành hung sát gây hỏa hoạn hoặc đổ máu. Tiệm nêu này không thấy có âm khí nặng nề mà ngược lại là dương khí quá thịnh. Tôi có thể cảm nhận được từng luồng sóng nóng rực phả lên da. Nguyệt Bính đang định đẩy cửa bước và thì rách quay mặt ra, vừa nhìn thấy chúng tôi thì biến sắc ngay lại, lập tức đến phát dậy chạy vào trong. Như thể nhận ra đó là đường cụt, anh ta lại lộn lại xô cửa chạy ra ngoài thì bị Nguyệt Bính tóm tay giữ lại, rách, anh làm gì thế? Đâu, đây có làm gì đâu? Rách luống cuống chống chế, về đánh bài đi. Tôi tò mò thò cổ nhìn vào, thấy một tấm rèm vải hoa che khuất tầm mắt, bên trong thấp thoáng hai cái bóng. Không nói rõ ràng thì khỏi về, Nguyệt Bính hiếm khi nghiêm khắc đến vậy. Rách trợn ngược mắt, lì ra không nói. Rách, xem, móng tay em đẹp chưa? Đúng lúc hai bên đang căng thẳng, từ sau tấm rèm bỗng có một cô gái bước ra. Vóc người rong ròng, da màu đồng, đôi mắt nâu khi cười tít lại như vầng trăng khuyết, khuôn miệng hơi rộng một chút, nhưng lại rất hợp với vẻ hoang dã của cô ta. Pacha, tôi vẫn nhớ cái lần mẹ Uông Sa bày thuật ma cỏ trong trường học, người đầu tiên chúng cổ độc chính là cô bạn Pacha. Các sinh viên chúng ma cỏ đều được đưa đến bệnh viện để điều trị sốt virus, tất nhiên là chẳng sinh viên này tin mình bị cảm sốt. Sau chuyện đó, tâm lý Pacha trở nên bất thường nên đã tìm đến chỗ rách xin trợ giúp. Rách đã thôi miên cho cô ta rồi Nguyệt Bính lén cho cô ta ăn con run cuối cùng để giải cổ độc. Chắc là sau đó hai anh chị kia đã đầu mày cuối mắt với nhau rồi. Hôm nay Rách dẫn Pacha tới đây làm móng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có chuyện gì to tát đâu mà Rách phải căng thẳng thế. Đang chìa ra bộ móng rực rỡ thì thấy hai chúng tôi, Pacha đỏ bừng mặt, ơ, ừ, sao hai cậu cũng ở đây. Sắc mặt Rách tái xám, kéo cổ chúng tôi lại. Anh ta thì thào, "Xin các cậu đấy, đừng có nói cho ai biết nhé. Nhà trường không cho phép thầy trò yêu nhau đâu." Hóa ra là anh chàng lo lắng điều này, thảo nào căng thẳng thế. "Ơ, ờ, bí Ngô mày bảo đi mua sách cơ mà. Nguyệt Bính chỉ về phía trước, "Hiệu sách ở đằng kia kia." Tôi gật đầu như dã tỏi, "Thì đến nơi rồi, phải mua mấy cuốn sách tham khảo mới được." "Gần đây làm gì có hiệu sách?" Không biết ba cha quá ngây thơ hay là đã biết tỏng. Sắp thì ấy à, sao tớ không biết nhỉ? Cuối cùng thì tôi và Nguyệt Bính cũng đã tẩu thoát được. Trong lúc bối rối, chúng tôi cũng quên bẵng tại sao dương khí trong tiệm nêu lại bạo liệt đến vậy. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 10, Móng tay Dương Bạch 2, 3 Cứ thế mấy hôm nữa trôi qua. Sáng sớm hôm sau đó, tôi và Nguyệt Bính đang ngủ thì choàng tỉnh bởi những tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi uể oải không muốn động đậy, Nguyệt Bính cao nhau, mày đúng là thằng chảy thay. Nhưng cũng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, rách lao ào vào. Vừa nhìn thấy rách, tôi giật nảy cả mình. Một đêm không gặp mà anh ta đã già đi cả chục tuổi. Mái tóc vàng rối bù như tổ quả, mắt vằn vện tia máu, cầm lầm chởm chân dâu chuyện gì? Nguyệt Bính chưa kịp hỏi hết câu đã bị rách chụp lấy, không kịp nói nữa, đi theo tôi ngay. Trông anh ta cực kỳ thống khổ. Chúng tôi vội vàng mặc quần áo, chạy theo rách đến phòng anh ta. Căn phòng này chúng tôi đã đến mấy lần nhưng phần lớn là gặp nhau trong phòng phụ đạo tâm lý nên ấn tượng không sâu sắc lắm. Rách ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu nấc nghẹn, các cậu xem đi căn phòng được măn đôi bởi tấm rèm vải nguyệt bính kéo soạt một cái đập vào mắt chúng tôi là một thân người nằm bất động trên giường patra chúng tôi kêu lên kinh ngạc đừng hỏi tôi rách lắc đầu mặt đầm đìa nước ma khuôn mặt patra méo sạch mắt mờ chừng hình như trước khi chết cô đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm hai má cô căng phòng miệng mở hé hé giống như bị nhồi đầy thứ gì đó vào trong miệng. Nguyệt bính vớ lấy con dao thụy sĩ, dùng cán cải miệng Pacha ra. Vừa nhìn thấy những thứ bên trong miệng cô, tôi chỉ muốn nôn hòe. Đầy một miệng móng tay. Nguyệt bính trao mày, nhẹ nhàng vén mảnh vải trắng che trên người Pacha. Mười đầu món tay Pacha loang lổ máu me như bị con gì nhai cắn. Tôi không nhịn nổi nữa, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, kỳ cỏ thật mạnh mười đầu ngón tay. Đến khi chân tĩnh lại đôi chút, tôi siêu vẹo đi về phòng. Rách hai tay nắm chặt, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, cô ấy thích làm móng lắm. Mấy hôm nay, tôi thấy móng tay của cô ấy khang khác, rất cứng, ong ánh trong suốt như thủy tinh. Tôi sờ thử, thấy nó lành lạnh, trơn bóng thì hỏi thử xem cô ấy đã làm móng tay ở đâu nhưng cô ấy chỉ cười bí hiểm không chịu nói với tôi. Mấy hôm sau, buổi sáng ngủ dậy, tôi thấy móng tay mình cụt ngùn, nham nhở cứ như bị chuột gặm. Tôi lấy làm lạ nhưng do về sau không lặp lại nữa nên tôi cũng quên bẵng đi mất. Tối hôm qua, tôi đang ngủ thì mơ thấy patra trợn trừng mắt nhìn tôi rồi há miệng ra, trong miệng đầy nghẹt móng tay đủ màu đủ kiều. Tôi hãi hùng choàng tình. Dưới ánh trăng, tôi thấy Pacha nằm sấp bên mép giường, cầm tay tôi gặm nhấm móng giống như chuột gặm. Tôi giật bắn mình, giật tay lại. Cô ấy ngừng đầu trợn mắt nhìn tôi, miệng từ từ há ra, trong miệng đầy nghẹt móng tay. Cô ấy cười với tôi, móng tay rơi lả tả. Đột nhiên, cô ấy nhét ngón tay mình vào miệng cắn như điên như dài. Tôi kinh hoàng giật tay cô ấy lại thì cô ấy ngã vật xuống giường bất đồng. Tôi thấy cô ấy đã tắt thở thì kinh hoàng quá, không biết phải làm gì cũng không dám báo cảnh sát nên đành gọi các cậu tới. Tôi sợ chết mất. Căn phòng im bặt, câu chuyện của rách kề khiến tôi toàn thân lạnh toát, ghê sợ muốn ngất còn Nguyệt Bính trao mày đăm chiêu rồi vén mảnh vài phủ sắc lên, cầm bàn tay pa lên nhìn kỹ rồi nói, bí mô, lại đây nhìn này. Tôi thực sự không muốn nhìn nhưng Nguyệt Bính đã gọi, tôi đành nghiến rằng bước tới. Tất cả các đầu ngón tay cửa Pacha đều bị cắn nát, tôi vừa nhìn đã quay đi thở dốc móng tay không còn dương bạch câu nói của nguyệt bính đã nhắc nhở tôi mày đã nhớ ra chưa nguyệt bính hỏi tôi sực nhớ tới cái tiệm nêu nghệ thuật dương khí bạo liệt kia nguyệt bính lại nhìn sang rách rách chẳng lẽ anh không nghĩ ra sao rách đờ đẫn ngẩng đầu lên nghĩ ra cái gì cơ nguyệt bính lắc đầu không sao chúng tôi sẽ xử lý việc này cậu đã biết tại sao rồi à Rách đứng phát dậy, hai mắt như lửa. Anh cứ ở nguyên đây. Nguyệt Bính nói rồi bước thẳng ra ngoài. Rách đang giả ngây đấy. Trên đường đi đến tiệm nêu, Nguyệt Bính lạnh lùng bật ra một câu. Tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian quen biết Rách, luôn cảm thấy Rách hồn nhiên như trẻ thơ, lúc màu cũng thẳng băng ruột ngựa, làm sao có thể đóng kịch giỏi được. Tôi ngần ngừ, Nguyệt Bính, mày đừng đoán bừa chắc tại hoảng loạn quá đấy. Cũng có thể. Nguyệt Bính dừng lại. Chúng tôi đã đến trước tiêm nêu. Trời mới tờ mờ sáng, xung quanh đèn đường sáng trưng nhưng tiệm nêu lại tối om om. Hình bóng hai thằng tôi phản chiếu lên cửa kính đen ngòm, chẳng nhìn thấy thứ gì bên trong. Nguyệt Bính đẩy cửa, cửa khóa trái. Nó lấy ra một cây kim hình xoắn ốc, chọc vào ổ khóa vặn mấy cái. Cách một tiếng, cửa từ từ mở ra. Một luồng hơi lạnh toát phả ra quá khe cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt Chương 10, Móng tay Dương Bạch 3 4. Nguyệt Bính, chắc chúng ta phải chuẩn bị mới được. To lâu mồ hôi lạnh, sau khi trở về từ hang rơi, tôi đã mắc chứng sợ bóng tối. Nguyệt Bính nhấc chân bước vào, chuẩn bị ấy à? Tao chuẩn bị lâu rồi. Tôi đành bước theo, tôi nhớ là tầm 2, 3 mét, có một cái ghế sofa. Nguyệt Bính đã khuất vào trong bóng tối, căn nhà tối một cách bất thường, tối ngoái nhìn lại, chẳng thấy cửa đâu nữa. Tôi mới bước vào có hai bước mà thôi, sao lại không nhìn thấy cửa đâu. Tóc gáy tôi bỗng dựng ngược, tôi giơ tay ra phía trước, chẳng sờ thấy thứ gì. Nguyệt Bính, tôi khẽ gọi, tao đây, Nguyệt Bính trả lời, đi thẳng ba bước rẽ phải chỗ cái ghế sofa. Tôi mò mẫm đi theo lời nó, mắt ít nhiều thích ứng với bóng tối. Tôi loáng thoáng nhìn thấy một bóng người trên ghế sofa, đang định tiến lên thì sực nhớ ra, sao Nguyệt Bính lại ngồi xuống ghế sofa làm gì nhỉ? Mau lại đây, người ngồi trên ghế sofa lại nói khẽ, giọng nói gì dầm như tiếng khóc nghẹn. Tôi đã nhận ra đó không phải là giọng Nguyệt Bính, ngồi trên ghế là một người khác, hoặc là một thứ khác người tôi đờ ra, mồ hôi lạnh túa ra dòng dòng. Lúc này, thị giác đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối. Tôi nhận thấy người ngồi trên ghế sofa mặc áo trắng, cơ thể trông như con gái, đầu cúi gục, tóc dài phủ che kín mặt. Hai tay người đó đặt trước ngực, hai vai rung bần bật khiến đầu tóc cũng rung lên theo. Cái đầu từ từ ngừng lên rồi giọng nói lại vang lên nghèn nghẹt, mau lại đây. Tôi đã nhận ra, đó là giọng Pacha, và cả vóc dáng, không, Pacha đã chết và đang nằm trong nhà rách cơ mà. Hai chân tôi mềm nhũn như muốn khuỵu xuống. Pacha từ từ đứng dậy, đi về phía tôi. Cơ thể cứng đơ nghiêng ngả, hai bàn tay giơ về phía tôi cất giọng rền rĩ, móng tay tôi có đẹp không? Tôi rú lên kinh hãi, bật lùi lại phía sau. Lưng tôi va phải tường, trên tường hình như cắm mảnh thủy tinh, đâm vào lưng tôi đau điếng. Nguyệt bính, tôi lại gào lên lạc giọng, nhìn thấy có ánh sáng trắng lóe lên bên trong rèm như mọi khi tiểu nam gặp nguy hiểm đều gào lên với nguyệt ca nguyệt bính cứu em mặt cười ném điện thoại xuống đất mà soi nguyệt bính kêu lên đáp trả nhưng sau đó bỗng kêu lên ú ớ như bị thứ gì chặn hỏng tôi vội vàng rút điện thoại ra mở khóa rồi vứt xuống sàn ánh sáng trắng bệch dọi lên toàn bộ căn phòng vừa nhìn thấy rõ mọi thứ khiến tôi vô cùng ân hận vì đã bật điện thoại lên. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 10, Móng tay Dương Bạch, 4 5. Trên vách tường chẳng chịt những nếp gấp ngang dọc đang nhúc nhích chuyển động như bầy giòi, chẳng khác nào những lớp vẩy cá bong chóc. Tất cả đều là những cái móng tay đã bị cắt rời, dày đặc. Những cái móng tay chạm vào nhau lạo xạo rồi rơi là tả xuống nền nhà. Pacha lao bổ đến, nhặt lấy nhồi vào miệng. Tôi chỉ muốn nôn huệ, vội vàng phủ lưng túi bụi chạy vào trong phòng. Vào đến nơi, tôi mới hiểu tại sao Nguyệt Bính phải ú ớ. Bốn người đàn bà đang quay lấy nó, giữ chặt tay chân. Tôi vội vàng xông lại xô bật họ ra. Có vẻ như họ không có nhu cầu tấn công quyết liệt, họ chỉ muốn ăn móng tay mà thôi. Mà quỷ lúc nào cũng biến thái và cực đoan như vậy. Tôi bị xô ngã, bốn người họ lăn bò trên mặt đất nhặt móng tay nhét vào mồm. Mày đang làm gì vậy? Tôi tuy buồn nôn nhưng không sợ hãi, ước tính những móng tay đầy tường này đủ để họ ăn mấy đời, một lúc sau không còn nhớ tới tay chúng tôi nữa. Nguyệt Bính trông rất hoảng loạn, vừa vặn vẹo cổ tay, vừa nói, chúng ta bị lừa rồi. Tôi kêu lên, rách. Nguyệt Bính nhìn những cô gái trườn bò dưới đất, mắt rực lửa, tiệm nêu này là nơi thu thập dương khí họ ha su cổ trùng vào những cô gái đến đây sửa móng để hút lấy dương khí khi dương khí cạn kiệt trong khi ngủ vì tiềm thức muốn bổ sung dương khí nên họ vô thức gặm móng tay lúc nào cũng chỉ khao khát ăn được móng tay hắn lừa chúng ta tới đây chắc chắn không có chuyện gì hay ho rách cần dương khí để làm gì tôi bằng hoàng không hiểu không biết nguyệt bính lắc đầu nhưng đáp án sẽ có nhanh thôi Vậy, những người này phải làm thế nào? Tôi cúi nhặt điện thoại, thấy mấy cô gái kia vẫn đang bò trườn trên mặt đất, nhặt nhạnh móng tay như muốn đòi lại phần dương bạch đã mất. Trong lòng tôi bỗng tràn đầy thương xót. Nguyệt Bính im lặng lắc đầu. Dầm, ngoài cửa vọng vào một tiếng nổ lớn khiến mảng nhị tôi suýt thùng. Ánh lửa bùng lên trói mắt, một luồng sứ ép dữ dội đẩy ra vào tường. Các anh đã bị báo vây rồi, hãy từ bỏ việc kháng cự hai tay ôm đầu đi ra khỏi cửa một giọng nói ồm ồm vàng lên trong loa lặp đi lặp lại trong tiếng hú còi xe của cảnh sát chúng tôi đã bị cảnh sát bao vây chạy nguyệt bính nhảy vọt lên đập vỡ toang cửa sổ trên bức tường phía sau lao ra ngoài tôi cũng nhảy theo bị mảnh thủy tinh rạch cho mấy nhát đau thấu ruột nhưng trong lòng tôi còn đau đớn hơn thế tiếng còi cảnh sát như vọng khắp chiêng mai trên phố phường mờ sáng chúng tôi thấy giọng người nhộn nhạo chạy quanh, có người đang gọi lớn tên chúng tôi. Tôi khựng lại trong tuyệt vọng, sợ hãi, Nguyệt Bính kéo tay tôi dục lên nóc nhà. Chúng ta còn trốn đi đâu được, mặt tôi méo sạch. Nhà rách, Nguyệt Bính bám tường trèo lên thoan thoát, giờ thì đó là chỗ an toàn nhất. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn